Đó nhá, mày chụp mày phải đứng như cái con kia kìa, mày không đứng. Ui, đứng bình thường mà cầm cái kính như này được. Thế này ơi, như nào rồi? Rồi, thế này. Đứng nhà đó, bảo là đứng kia thật, đứng kiểu này vào đứng như giống cái con này thì thôi. Hai chân chân quỳnh này một chân. Đấy, bây giờ đó, một là bỏ máy hâm lên xong mày bắt chiếc con này mày đứng như này này. Hai chân quỳnh này một chân tươi lên như này. Đứng như đéo mà được, thật rõ. Đứng như nào thế? Ôi, hai bà chứ. Đứng bình thường, đứng thật con này có gì mà. Tức mà nó bảo ừ, mình nhìn tao đéo nghĩ ra. Đây này, đây này, trung tâm hành chính quốc gia này. Nhưng mà đã chụp được. Khó chụp mà. Sao mà. Đấy, đang đổ đây chụp thì chụp đi. Chụp được, đơ đơ mày. Hết hồ nhớ rồi. Hết mẹ rồi. Hết hồ nhớ rồi. Eo đi cơ. Eo còn đơ mày kìa, chụp nhiều quá. Mang đi nạp rồi đấy, còn đi mang cái đường đẹp thế nạp rồi, thằng ăn rồi đấy. Bây giờ mà có quẹt là sắp buồn. Đấy. Bán thế cơ, bỏ mua một cái giả 400 nó không bán. Ừ. Hai cái thì đúng rồi, hai cái thì 800. Thế
800 mà lấy 2 cái nữa hả? Lấy 2 cái, lấy 2 cái. Nó lấy luôn 2 cái. Cậu gì mua 800 một cái. Ừ. Thì quên một cái hay gì nữa. Thế lấy 3 cái thì bao nhiêu? 3 cái. 3 cái thì 1.6 triệu. Ba cái 800, 2 cái 800, 2 cái 800. Ba cái thì coi như mình mua 2 cái là gì nữa. Thế ba cái coi như mình mua 2 cái. Thì là mình lại được phải 1 cái nữa là 4 cái. Đúng không? Mình cứ trả tiền 800 là 1 cái thì mới phải cái. Làm gì cái chuyện 3 cái, mua 2 cái thì như thế. Mua 3 cái thì chưa hỏi nó thế nào. Mua 2 cái liền đó. Mua 2 cái là 800, 1 cái là 800 cái. Không, cứ mua 1 cái thì nó khuyến mại 1 cái. Bằng giá đấy hoặc thấp hơn chứ không được lấy cái cao hơn. Tại vì cái cái của nó như thế này nhưng mà nó không có cái kích thước thì 5 triệu. Cái này cái đĩa 1 triệu 3. Gốc chỗ nào được sớm ui trời ơi đã bán trời đấy gần buồn chưa nhiều cái điểm mát cũng đi ở quái xa lắm mình vẫn thích quay lại taxi mấy đây là gì à bị đẹp trai rồi à đường thường mình đang trước mặt đi liền lên là đường Nguyễn Văn Linh, đường là Trần Phú, đi thẳng tới đường Trần Đình Vương. Trần Phú là nhiều đường, trong Nha Trang cáo đường Ngọc Hoàng Viễn, ông tất,